Xin chào AK Shop, gửi bạn video dòng xe Avlux đời 2017, 2018, 2019. Ở video hôm nay là bộ sản phẩm vẫn là Audi A11, nhưng mà làm trên cái đời zin của xe, là vô cái phần hai cái lưỡi dao này. Zin nguyên bản là nó màu led màu trắng, nhưng mà nhựa nó là nhựa màu xanh, nên lúc nào bạn thấy nó hơi xanh xanh. Nên khi A11 vào nó sẽ có những màu nó không trung thực lắm, nó hơi bị lệch màu, là do mình vẫn giữ lại cái lớp nhựa xanh đó. Mình xử lý led bên trong, xử lý đèn và mạch ha, và cố gắng xử lý triệt để, không để thấy lộ chip led rõ ràng. Mình sẽ xử lý bên trong và cố gắng giấu đi có thể nhất, tốt nhất, để không thấy lộ chip led cho đẹp mắt cái sản phẩm. Và có thêm cái viền Audi bên dưới như thế này các bạn. Đó, viền Audi bên dưới này viền theo cái mép đèn của xe và là màu xanh dương ha. Thì cái viền dưới sẽ có trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ vàng, tùy các bạn chọn. Hoặc là option xi nhan chạy cũng được, hoặc là A11 cái viền dưới luôn á, tùy nhu cầu và túi tiền của mỗi người. Và thấy rõ thì với những cái chỗ mà lượng sóng như thế này thì vẫn làm là dứt khoát vuông góc đẹp mắt ha. Đây, ngay góc vuông, ngay tay mình chỉ nè. Nó sẽ vi theo cái viền đèn rất là cụ thể rõ ràng. Thì cái A11 mình làm rất nhiều video cả trước và sau, nhưng ở video trước á là mình làm họa tiết, làm nguyên cái ngăn đèn này luôn, ngăn đèn mi và xi nhan. Còn hôm nay chiếc xe yêu cầu là vẫn giữ lại kết cấu là đờ mi và xi nhan riêng từng ngăn, là làm A11 với phần đờ mi thôi. Rồi A11 thì cũng có những chức năng nào. Thứ nhất đó là bạn biết là chỉnh nhiều màu, nhiều hướng đèn trên điện thoại à. Đờ mi, xi nhan, hiệu ứng và phanh, và có luôn hiệu ứng quét khởi động khi mở khóa xe. Rồi bây giờ mình sẽ tắt khóa, mở khóa xe cho bạn xem trước nha. Rồi mình sẽ mở khóa xe lên. Rồi đây là hiệu ứng quét khởi động của cái phần A11 các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái điện thoại. Mở điện thoại, mở app lên cho kết nối và chỉnh màu. Thì cái việc chọn này, màu sắc, hiệu ứng, tất cả những cái đó là trên điện thoại hết nha các bạn. Đó là ưu điểm của A11. Rồi bây giờ mình cho kết nối đờ mi trước cái đã. Đây, đờ mi, hiệu ứng, xi nhan và phanh ha. Rồi đây là mi. Rồi chọn màu nè, đỏ nè ha, xanh lá nè, xanh dương nè, đó, vàng nhạt nè, màu hồng nè, màu trắng, màu xanh ngọc, màu tím, màu vàng đậm, chín màu cơ bản. Ngoài ra chọn được ở trên này nữa ha, cái bảng màu ở trên nè, muốn màu nào chọn màu đó, bao la màu sắc, một vùng trời màu sắc là vậy các bạn. Đó. Rồi đây là cái phần đờ mi ha. Rồi tới phần hiệu ứng, các bạn không muốn đèn đứng yên một màu thì tới chơi luôn nhiều màu nhiều kiểu, bạn chọn hiệu ứng. Và hiệu ứng nó sẽ có từ 1 đến 9 là độc lập từng hiệu ứng một riêng. Hiệu ứng chữ A là lưng phiên, là tổng cộng là 10 hiệu ứng đó các bạn. Đó. Đây là hiệu ứng số 1. Thì có những hiệu ứng tự động có đổi màu rồi, các bạn không đoạn màu được nữa. Các bạn chỉ chọn được tốc độ chạy mà thôi. Còn có những hiệu ứng mà nó không tự động đổi màu thì các bạn chọn được màu và chọn được tốc độ được. Đây ha. Hiệu ứng số 1. Nó đổi màu rồi, mình chỉ chọn được tốc độ đây, mình sẽ chỉnh tốc độ cho bạn xem. Ha. Đó. Đó bạn. Rồi hiệu ứng số 2. Đây là hiệu ứng này nó không đổi màu nè, mình chọn màu được nè. Đó. Đó mà ha. Đó. Chỉnh tốc độ được luôn nè. Đó, đây là hiệu ứng số 2 ha. Hiệu ứng số 3 đó bạn. Thì từ 1 đến 9 là độc lập cái kiểu và độc lập về tốc độ và màu sắc luôn. Đó. Hiệu số 4 các bạn. Đó, thầy từng hiệu ứng các bạn biết lập đặt xong các bạn trải nghiệm thôi ha. Trên đây mình nói nhanh lẹ thì nó quá quen thuộc rồi. Hiệu số 5 nè các bạn. À, hiệu số 6 các bạn. À, hiệu số 7. Tốc độ. À, chậm lại. À, số 8. Chọn màu nè. À, hiệu số 9 các bạn. À. À. Chữ A là lưng phiên, là tất cả những cái lượt trên đèn. Hai bạn ha. Rồi, lưu ý là đang ở chế độ hiệu ứng, cái bằng bóp thắng á thì nó sẽ không tác dụng hiệu ứng thắng nha. Đang ở chế độ hiệu ứng như này bóp thắng sẽ không tác dụng hiệu ứng thắng. Thấy chưa? Muốn tác dụng hiệu ứng thắng các bạn sẽ trả về đờ mi trước, rồi các bạn bấm thắng nè. Rồi bấm thắng. Rồi, và đây là kiểu số 1 ha.
Đây là chiếc chớp F1 đó, chọn màu vô tư, chọn được tốc độ luôn phải không ha. Chỉ số 2 là chạy lên chạy xuống đổi màu, lưu ý đèn ở chế độ hiển thắng nha. Thì số 3 là chạy lên chạy xuống mà không có đổi màu đó. Đây là phần hiển thắng, mình thường thích hiển số 1 hơn cho nó chớp chớp như thế này nè. Rồi buông thắng ra là trả về đồng y. Rồi giờ mình mở xi nhan, bật xi nhan từng bên. Rồi xi nhan sẽ có 3 kiểu, kiểu số 1 là kiểu chạy nhưng mà chạy không cùng với nhịp chớp của xi nhan zin, màu sắc thì chọn nè đó. Đó ha, kiểu số 2 là hướng chạy luôn nhưng mà chạy cùng với nhịp chớp là xi nhan zin chớp này chạy chung đó. Còn hướng số 3 là hướng chớp tắt ha. Màu thì mình nói rồi, vô tư chọn màu nha, đừng lo lắng cái phần đó ha. Đó, mình thích kiểu số 2 hơn, nó chạy chung với chớp. Rồi bật xi nhan bên kia đó. Và đó là hướng số 2. Rồi tắt xi nhan đi đó. 3 hiệu ứng của xi nhan, 3 hiệu ứng của thắng đó. Phần hiệu ứng là 10 ứng, 1 với A, 1 với 9 là độc lập và chỉ A lưng phiên và đờ mi. Đờ mi là tiền chọn màu đó. Đây là phần đờ mi A11 làm trên cái đờ mi zin, kiểu quả tiết của đờ mi zin vẫn giữ lại, xử lý đèn vào bên trong để cố gắng không thấy chip led lộ liễu. Và ha, thì ở video này chỉ đơn giản là phần trước, xe này mình đã làm rất nhiều sản phẩm tăng sáng đèn lên gương cầu, nâng cấp ổ khóa mắc cây, hoặc là xe nào có mắc cây rồi thì thay thế hai núm nhôm led ổ khóa, đồng hồ phim 7 màu và phần audio ngoài sau đó. Rất nhiều sản phẩm để các bạn tham khảo, cứ xem tại Facebook hoặc YouTube. Như YouTube các bạn sẽ từ khóa là A-Black 27, 18, 19 AK Shop để ra những sản phẩm dòng xe này. Còn các bạn tham khảo bất kỳ dòng xe khác, các bạn cứ gõ từ khóa tên dòng xe và chữ AK Shop. Thì xe này các bạn thấy cũng rõ gắn hai cây chợ sáng nè, hai cây mini. Đó, chợ sáng thì có mini hoặc là L4X, nó rất nhiều sản phẩm với dòng xe này. Các bạn cứ tham khảo. Và thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối các bạn. Mọi thắc mắc tư vấn có giá vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại video. Mà gọi liên hệ Facebook và Zalo. Đó. Thời gian làm việc thì 9 giờ sáng đến 6 rưỡi, trong thời gian đó sẽ có người trực máy và trả lời. Ngoài thời gian đó thì các bạn cứ để đó, ngày hôm sau bên mình làm việc lại sẽ trả lời các bạn. À, nói với các bạn ở xa thì có nhu cầu làm cái việc tháo nguyên cụm chó đèn này gửi vào ha, hoặc là cụm đèn sau cứ gửi vào rồi mình làm xong gửi về các bạn và hướng dẫn thợ các bạn lắp đặt. Còn bạn không gửi vào hãy mua nguyên cụm đèn mới làm thì chi phí nó nặng hơn. Thì đối với làm như thế này, cái đèn đèn chiếu sáng bên dưới có pha vẫn còn nha, chứ không phải là bỏ đi. Nhưng mà ở video này thì ảnh chỉ làm phần đờ mi và audio bên dưới, thì mình chỉ quay video nói về phần đó thôi các bạn ha. Rồi vào video đây cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn mọi người em xem video. Xin chào và hẹn gặp lại em trong những video theo. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.